Vừa xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Memphis Clip Line của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một chiếc vòng tay mang tên là Memphis Clip Line. Đây sẽ là tên của một đội bóng NBA và mình sẽ chuẩn bị cái phần nguyên liệu để làm cái chiếc vòng này. Trước tiên là mình có một bộ dây chun này. Ở đây mình có một chiếc kim. Kim này của chúng ta sẽ là cái kim để sâu vòng, thì nó sẽ có phần khoảng trống ở giữa như này để mình xỏ phần viên chu vào. Bây giờ mình sẽ buộc phần này vào đây. Tiếp theo nhé là cái phần để trang trí thì chúng ta có hạt vòng. Và cái phần chữ cái ở đây thì sẽ là để ghép cái tên là Memphis Clip Line. Bây giờ mình chọn 3 hạt vòng màu đỏ. Là ba cái hạt vòng thì mình sẽ ghép phần chữ cái vào tạo thành cái tên là Memphis Clip Line nhé. Chữ M sẽ là cái chữ cái đầu tiên cho cái tên này. Chữ E này, M E, sau đó lại là chữ M này. E. H.
biết là G. Chữ Z.